Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì nếu các bạn tìm thấy video này thì ở tại đây thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức về ngành kỹ thuật dữ liệu, data engineering và một số cái tips và trick để mà mình có thể nâng cao hiệu suất làm việc, tập trung hơn trong làm việc. Thì những cái topic, những cái keywords mà mình sẽ tập trung vào đó chính là data engineering, deep work, productivity và cập nhật một số cái công nghệ về AI nữa. Thì mình sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chủ đề mà tại thời điểm ban đầu mình nhận định nó là một cái kiến thức nó cũng không gọi là cơ bản, cho nên mình xếp nó vào cái phần là nâng cao. Cái phần đó chính là data partition swapping, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm những cái keyword ví dụ như là swap partition, hay là delta lake, hoặc là partition switch. Thì cái kỹ thuật công nghệ này nó sẽ có nhiều cái tên khác nhau ở nhiều cái tùy thuộc vào cái người gọi, nhưng mà cái mục đích chính, cái conceptual của nó đó chính là mình sẽ hoán đổi cái metadata của tập dataset. Thì tại sao mình phải hoán đổi? Thì mình sẽ đi vào các issue như trên cái nhánh màu vàng các bạn đang thấy. Thì khi mà mình process data, dữ liệu của mình nó sẽ rất là lớn. Thì khi mà các bạn process insert hoặc update vào trong, nhưng các bạn sẽ thấy được là khi mà mình insert nó rất là nhanh, nhưng mà khi mà bắt đầu mình update hoặc upsert thì bắt đầu cái process nó sẽ bị chậm đi, tại vì cái compute nó phải process, nó phải read cái data đó và nó tìm được những cái chỗ mà cần update thì bắt đầu nó mới update được vào trong cái table của mình. Thì nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề ví dụ performance, cái hiệu suất của nó sẽ rất là giảm và nó sẽ slow query learning, tức là khi mà mình bắt đầu mình data, mình read data thì nó sẽ có cái vấn đề là data của mình sẽ không được update. Ví dụ như là cái câu query đó nó sẽ chạy 10 phút nhưng mà cái data của mình cần ngay thì nó sẽ không có đảm bảo được cái tính availability của data. Thì ngoài ra nếu mà mình muốn xây dựng một cái hệ thống mà có thể đọc được nhanh, tại vì cái bản chất cơ bản của OLAP Analytic Processing đó chính là việc read, thì nếu mà sử dụng cái phương pháp về switch partition hoặc là partition swapping đó, thì cái ưu điểm nó là gì? Thì mình sẽ đưa ra bốn cái ưu điểm. Thì đầu tiên là mình sẽ giải quyết được cái bài toán là mình sẽ read được cái data nhanh hơn. Mình sẽ giải quyết được cái bài toán về hiệu năng, performance ở cái vấn đề là đọc nhanh hơn. Một cái vấn đề nữa chính là no missing data. Thì no missing data tại sao? Thì khi mà một cái data mới được load vào, hoặc là một cái data mới được muốn được update, thì mình sẽ chuẩn bị một cái dataset mới hoàn toàn. Và khi mà mình chuyển đổi cái metadata, tức là mình đánh chỉ một lại cái tập dataset, thì data cũ vẫn còn đó, mình sẽ không mất đi cái data đó, thì mình sẽ gọi là no data missing. Thì kèm theo với đó nó sẽ là một sự ưu điểm, đó chính là data versioning và rollback data. Thì tại vì cái tính ưu việt của data, việc data nó vẫn còn đó và mình chỉ được chuyển đổi cái địa chỉ của cái data đó thôi, cho nên là mình có thể hoàn toàn kiểm soát được mình muốn lấy lại data cũ hoặc là mình muốn thay đổi cái version của data, thì mình hoàn toàn có thể làm được cái điều đó, tại vì cái data nó vẫn còn đó, mình chỉ đánh và mình thay đổi là cái chỉ mục, tức là cái địa chỉ của cái tập data đó thôi. Thì làm thế nào để mà mình có thể áp dụng được cái swap partition hoặc là partition swapping vào trong cái hệ thống của mình? Thì hiện nay thì đã có rất nhiều cái cloud provider hoặc là data warehouse provider đang cung cấp cái hệ thống này, thì nó sẽ có phần là built-in. Thì các bạn có thể sử dụng Snowflake, thì nó cũng có cái tính năng là time travel hoặc là rollback, zero downtime. Thì các bạn có thể sử dụng những cái built-in function của chính cái data warehouse đó, hoặc là sử dụng open source, thì ví dụ như là các bạn có thể dùng là Iceberg để mà mình có thể versioning cái data của mình. Sẽ rất là nhiều cái tool khác.
Ví dụ như Hive thì các bạn có thể combine Hive với lại một cái cơ sở dữ liệu như MySQL để mà các bạn có thể đánh versioning hoặc là swap partition, hoặc là các bạn có thể sử dụng cloud. Nếu các bạn sử dụng cloud trên Azure Cloud Synapse thì cũng có hỗ trợ tính năng swap partition, data vẫn còn đó, vẫn lưu trong cái ô đĩa, nhưng mà mình chỉ đánh lại cái chỉ mục của data, tức là đánh lại cái địa chỉ của data, thì cái đó có thể phần custom. Thì cái phương pháp để mà mình swap partition thì nó sẽ có 3 bước. Cái bước đầu tiên tức là data mới, nó sẽ có gồm có hai loại là data muốn được thêm vào trong cái hệ thống của mình và data nó sẽ thay đổi trong cái hệ thống của mình. Thì toàn bộ data đó mình sẽ gọi là ở bước 1 là prepare new. Thì prepare new, new ở đây có thể là thay đổi, new có thể đây là mới, new có thể đây là insert data, update data, hoặc có lẽ là thay đổi thì ở đó có thể là delete data. Thì cái bước thứ hai tức là mình backup cái old. Backup cái old tức là backup cái hiện tại. Khi mà mình đã có cái mới rồi, mình cần phải backup cái hiện tại. Thì cái bước tiếp theo mình bắt đầu mới swap qua. Thì khi mà swap cái mới thành cái hiện tại và cái hiện tại thành cái cũ thì công đoạn này nó sẽ diễn rất là nhanh, tại vì mình chỉ đánh giá, mình chỉ chuyển đổi cái chỉ mục của data thôi. Thì cái vấn đề là cái data cũ mình vẫn còn đó. Để khi nào mình muốn lấy lại data cũ thì mình chỉ cần thực hiện một cái câu lệnh là mình thay đổi lại địa chỉ của cái tập data đó. Mình sẽ có một cái thì hy vọng là với cái diagram và với cái giải thích này thì các bạn có thể biết được là thế nào là swap partition, khi nào mình sử dụng swap partition, lợi ích và một số cái tool. Khi mà mình muốn thực hiện cái swap partition, các bạn có thể custom sử dụng open source hoặc là tìm kiếm những cái provider mà nó có build sẵn, build in. Và cái bước chung cho toàn bộ cái việc swap partition đó chính là prepare new, backup old và swap. Thì video này chắc là mình sẽ tạm dừng ở đây, thì mình sẽ chia sẻ những cái video khác cũng liên quan về ngành data engineering và một số cái kỹ năng cũng như một số cái công nghệ mới. Thì nếu các bạn thấy thích thì có vài bạn có thể cân nhắc để mà đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất, và like và share lại cho đồng nghiệp của mình và những bạn bè của mình, để nhiều người biết hơn và mình sẽ xây dựng được một cái cộng đồng về data engineering. Video này mình sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào mọi người.